Em là chú mèo đầu tiên của cà phê Mèo Cà Phê. Em sinh ngày 4 tháng 2 năm 2016. Em là một chú mèo rất thông minh và tình cảm. Trải qua 8 năm, em đã luôn là một bé mèo đầu đàn tài giỏi và chăm sóc các bé mèo con ở quán chu đáo. Mong rằng em sẽ luôn khỏe mạnh và cùng đồng hành với gia đình Cà Phê thêm nhiều năm nữa. No, I'm not.